Quickly! Look at me! Mình tên là Hoa, hôm nay thì mình đến với OChat với mong muốn là sửa lại đôi môi và mũi. Thì mình cũng đã từng tiêm ở một cơ sở khác khoảng 3 tháng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà về thì môi của mình thấy là nó bị vón cục này. Cảm giác là nó không đều, nó bị lệch. Mũi thì mọi người hay trêu mình là mũi mọc từ trán, đây mọi người có thể thấy này. Cho nên là làm cho mình cảm thấy bị tự ti. Thì hôm nay mình đến với OChat là rất mong muốn đội ngũ bác sĩ ở đây là sẽ giúp cho mình thay đổi cái dáng môi cũng như là dáng mũi của mình để cho nó phù hợp với khuôn mặt hơn. I'm living in my